Dạ yeah, em chào anh chị Hôm nay cân tử Thái Bình Dương xin giới thiệu với anh chị mẫu cân vải điện tử anh chị Cân cân điện tử mà lại dùng để cân cây vải anh chị uh, Cái cân này mình có thể cân tối đa được 300kg hoặc 500kg nha anh chị Cái mức cân của nó tối đa được 300kg, 500kg Mình cân được rất là nhiều cây vải anh chị Anh chị nhìn thấy thực tế nó không có Bỏ cây vải lên nó sẽ không có quằn xuống dưới hoặc là nó không đụng dưới mặt đất Kích thước của cái mặt cân này là từ mặt đất lên tới mặt cân á là nó 40 tới 44 cm anh chị. Và cái mặt ngang của nó, mặt cân của nó là 40 nhân cm ngang và chiều dài nó là 50 cm ngang. Mình có thể trồng rất là nhiều được nhiều rất là nhiều cây vải lên như thế này. Toàn bộ cân của nó là cái mặt cân của nó là bằng inox anh chị để mình có thể sử dụng nó không có bị trầy xước mà nó không có làm cho cây vải mình bị hư và mặt cân của nó là một chữ màu xanh nên chị nhìn thấy rất là rõ như thế này mặt cân của mày nóc luôn cân này là cân của nhật nhà máy sản xuất tại trung quốc chữ xanh mình có thể xài trong uh, nhà bóng tối hoặc là ngoài trời nắng đều được không có bị chói anh chị ạ và đây là thực tế cái cân bên em giao cho chợ vải phú thọ hòa cái anh chị này là mua của bên em rất là nhiều và giới thiệu rất là nhiều cân của bên em sử dụng tốt cho nên giới thiệu rất là nhiều cân cho bên em em cảm ơn anh chị đây thực tế con và anh chị nhìn thấy mình có thể là bỏ mặt ngang mình có thể bỏ được hai hoặc ba cây vải lên mình trồng rất là nhiều cây ngang dọc lên không có bị quằn xuống không bị gì hết anh chị cảm ơn anh chị đã theo dõi cái video và khi anh chị có nhu cầu cần mua cân điện tử mà để cân vải thì anh chị có thể liên hệ với bên chúng em số hotline trên màn hình hoặc là ngoài cái mẫu cân vải này thì bên em có rất là nhiều cái mẫu cân vải khác anh chị có thể tham khảo nhiều hãng ví dụ như là cái cân này là của nhật thì có những cái hãng khác như là của uh, trung quốc của đài loan của mỹ thì mỗi cái hãng cân nó sẽ có một cái giá tiền cân khác nhau từ rẻ cho đến mắc anh chị có thể tham khảo theo cái hình của những cái cân bên dưới trong video này và anh chị cần cái cân nào anh chị có thiên hệ với bên em hoặc là hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật hoặc là um, bên mình cân sử dụng mình anh chị mua ở đâu khác không phải mua của bên em mà anh chị cần sửa chữa hay gì anh chị cứ liên hệ cho bên em bên em có thể cho người đến tặng nơi bên chỗ cửa hàng anh chị để sửa chữa và tư vấn kỹ thuật cho anh chị để anh chị có thể sử dụng một cách nhanh chóng nhất và kịp thời nhất ạ à. em cảm ơn anh chị em chào anh chị ạ à.